Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều ngày 6 tháng 7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã có buổi gặp gỡ tiếp xúc cử tri thị xã Tân Châu. Đây cũng là địa phương sau cùng trong chương trình tiếp xúc cử tri 11 huyện thị xã thành phố trong toàn tỉnh sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. Cùng tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Giang Nưng, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, lãnh đạo thị xã Tân Châu qua các thời kỳ, hơn 100 cử tri địa phương. Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã Tân Châu kiến nghị Trung ương nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, việc làm, hạ tầng giao thông, nông nghiệp, như xem xét sớm hỗ trợ đầu tư tuyến tránh đê cấp 3, đấu nối với tuyến đê Đông Bảy Xã và đường tỉnh 952, đồng thời xây dựng cụm tuyến dân cư đảm bảo cho 538 hộ dân di dời vào ở ổn định, an toàn trong mùa lũ, có cơ chế đặc thù cho biên chế ngành giáo dục, không áp dụng quy định giảm biên chế chung, nghiên cứu cách thức phòng chống tham nhũng tiêu cực, thống nhất, đồng lòng từ trung ương đến cơ sở, trăn trở phát triển cây lúa, con cá của tỉnh An Giang nói chung, thị xã Tân Châu nói riêng. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương tinh thần đóng góp ý kiến trách nhiệm, thẳng thắn, đa chiều của cử tri thị xã Tân Châu, đồng thời thông tin một số nét nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của đất nước 6 tháng đầu năm 2023, gợi mở lãnh đạo và nhân dân tỉnh An Giang nói chung, các địa phương nói riêng nhiều giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó tập trung nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp bền vững, giá trị để nông nghiệp tiếp tục là bệ đỡ phát triển, xây dựng đô thị thị xã Tân Châu xứng tầm văn minh hiện đại, góp phần thu hút đầu tư, bảo vệ chủ quyền biên giới, gắn với chăm lo đời sống dân cư vùng biên giới. Đối với Tân Châu thì chúng tôi cũng như hồi nãy nói là cũng mừng là có những cái khởi sắc với sự nỗ lực đồng lòng của các thế hệ cán bộ rồi người dân ở đây. Thì bây giờ thì cái điều kiện của Tân Châu là nó tốt hơn, khang trang hơn, sạch đẹp hơn, văn minh hơn, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân thì khá hơn. Và cái vừa rồi thì cũng rất mừng là bên cạnh cái cầu Châu Đốc đã khởi công là gần xong rồi, thì bây giờ cái cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương vào tháng 2 vừa rồi là cũng đã được nâng lên thành cửa khẩu quốc tế kể cả đường thủy và đường bộ. Ngày 23 tháng 2 năm 2023 đã được nâng lên giữa Vĩnh Sương và cái Âm Sino. Thì cái cửa khẩu này cũng là một cái bước để giúp cho cái chuyện thông thoáng, mở ra cái cơ hội về phát triển kinh tế biên giới giữa Việt Nam và Campuchia cũng như là Việt Nam và các cái nước trong khu vực Đông Nam Á. Thì chúng ta là cái nơi, cái cửa khẩu quốc tế này thì nó cũng là một cái nơi sẽ mở ra nhiều cái điều kiện để phát triển. Các nhà đầu tư sẽ quan tâm hơn, các cái dịch vụ sẽ phát triển hơn và kể cả là chúng ta sẽ làm tốt cái khâu logistics ở đây, vừa đường thủy vừa đường bộ thì rất thuận lợi hơn cả tỉnh biên. Nếu chúng ta đầu tư đúng mức thì cái sự phát triển về logistics của Tân Châu cũng sẽ rất là lợi thế trong thời gian tới. Phó Chủ tịch nước mong muốn hệ thống chính trị của tỉnh An Giang cùng người dân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn để xây dựng quê hương An Giang ngày thêm giàu đẹp, văn minh. Đến thời điểm này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại 11 huyện thị xã thành phố trong toàn tỉnh sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Đối với các kiến nghị của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp tục ghi nhận, chuyển tải đến Quốc hội, Chính phủ, Bộ, Ngành, Trung ương bằng cách thức phù hợp, nhanh chóng. Qua đó, nêu cao quyết tâm cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương vượt qua khó khăn, phát triển nhanh hơn, mạnh hơn theo nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.